sách biên khảo Thành ngữ điển tích Tác giả Duyên Hương Người đọc Trân Châu Các điển tích bắt đầu bằng chữ L Lá gió cành chim Đời đường nàng tiết đào còn nhỏ mà hay chữ Ưa làm thi phú Trong thi của nàng có câu Cành đón chim Nam Bắc Lá lưa gió đi lại Cha nàng thấy rầy la và nói sau này nàng phải hư quả như vậy sao nàng đem thân ra làm kỹ nữ nàng lúc bấy giờ thường lấy giấy cắt miếng nhỏ đề thơ người ta mới lấy tên nàng là tiết đào đặt tên mảnh giấy viết thơ có câu dập dìu lá gió cành chim sớm đưa tống ngọc tối tìm trường khanh kiều của nguyễn du lá hồng lá thấm nhờ có lá thấm đưa duyên mà đôi gái trai thành đôi vợ chồng có tích truyện hàng thúy tần tên cung nữ thời đường ở trong thăm cung buồn bực đề thơ vào lá đỏ thả xuống dòng ngữ câu thơ rằng nước chảy sao mà dối cung sâu cả buổi nhàn ân cần khuyên lá thấm đi quách tới nhân gian du hữu là môn khách nhà hàng vinh bắt được đề thơ lại vào lá rồi cũng bỏ xuống dòng sông thơ du hữu như sau này đã nghe lá thấm đề thơ quán trên lá đề thơ định gửi ai Hàng thị lại bắt được Sao như vì nhà vua thả cung nữ ra lấy chồng làm ăn Hai người nhờ đem lá đỏ so sánh Mà được lấy nhau làm vợ chồng Có câu Một đôi thi cú theo dòng nước Mười mấy xuân thu nhớ dễ đầy Mừng bấy ngày nay loan sánh phụng Cũng nhờ lá thấm khéo làm mai Cũng còn tích Triều tuyên tôn đời đường Có chàng lư ốc khi đi thi ở Trường An vớt được một chiếc lá ở trong cung trôi ra trên có đề một bài thơ Sao có chỉ thải cung nhân ra lư ốc cưới một người trong số sau này rõ ra thì chính là tác giả bài thơ trên lá mà lư ốc đã vớt được ngày trước một tích nữa kể lại như sau một danh sử tên hầu kế đô đứng trên lầu chuông chùa đại từ thay một lá ngô đồng trên có đề một bài thơ rơi trước mặt chàng chàng bèn lượm cất sau chàng cưới nàng lâm thị nàng thấy chiếc lá trên có thơ thì nhận là của nàng trước kia nghĩa rộng là làm mai làm mối lạc chung vì đồng khí tương cầu nên non đông lỡ thì chuông lạc dương kêu cha mẹ mất thì con động lòng lạc dương chỉ quý giấy lạc dương bắt tả tư ở thành lạc dương làm bài phú tam đô rất hay thiên hạ dành nhau mua giấy chép giấy lạc dương gì đó mà bác giá cao Câu câu phú tựa lạc dương chỉ giá cao nghĩa rộng là giấy ít giấy mắt lạc đạo vong bần vui đạo giàu chết nghèo cũng chịu lạc long quân là con của kinh dương vương làm vua nước ta đời hồng bàng lấy bà âu cơ đẻ ra một trăm trứng nở ra một trăm con trai tục truyền dân ta phát sanh từ đó lạc phố là bến sông lạc chỗ tiên ở lạc duyên cái vườn ở dưới âm phủ dành để cho những bậc hiền nhân quân tử nghĩa rộng là một cái vườn đẹp lai sanh là kiếp sẽ tới lam anh là con gái ông phạm hữu kỉnh đời chú nguyễn hay thơ bà còn để lại tập chiếu cổ đường lam điền hòn núi ở nước tây trung hoa có đá ngọc lam điền chưởng ngọc cấy ngọc ở lam điền theo sách sơn thần ký có nói Dương bá ung đời đường, giàu lòng bác ái hay bố thí cho kẻ nghèo hàng. Trong đám có người đem đền ơn cho bá ung một thăng đá sỏi, biểu bá ung đem về núi Lam Điền mà trồng, thì sau này được năm đôi ngọc bích, dùng đất cưới được con gái họ từ. Bá ung nghe theo đem về trồng, quá sao trổ ngọc bích. Nhờ đó mà bá ung cưới được vợ đẹp. Có câu ấm như học ngọc Lam Điền mới đông theo kiều của Nguyễn Du. Lam Hồng Lam là sông Lam Giang, Hồng là núi Hồng Lĩnh, hai thắng cảnh ân nhạy tỉnh. Lam Kiều tức cầu Lam, có câu tình riêng tưởng ít nhớ nhiều, xăm xăm đè nẻo Lam Kiều lần sang. Kiều của Nguyễn Du, Lam Sơn là hòn núi ở tỉnh Thanh Hóa, là nơi phát tích của vua Lê Lợi. Lãm Thúy là tranh cảnh màu xanh, thâu góp các màu xanh. Có câu, có hiên lãm thúy nét vàng chưa phai kiều của nguyễn du lan chu thuyền làm bằng cây lan từ đời lỗ ban chế ra lan đình cái đình ở sông lan chữ tỉnh chiết giang dương hy chi đệ tấn thường ngâm vịnh ở đó ông có làm một bài tự chữ nét rất đẹp kêu là thiếp lan đình Có câu khen rằng bước pháp đã tin so vào với phía nam đình nào thua lan giao lan khách lan khế là bạn bè tốt có câu bạn lan khó tìm lan huệ cỏ lan cỏ quệ, nghĩa là con dòng cháu giống có câu sẩn sơ lan quệ, nứt cành lan mọc trong rừng lan là bông vương giả mà đi mọc trong hang trong rừng thì rất ổn đức khổng tử từ nước về về nước lỗ đi ngang qua một cái hang đá ở trong có hoa lan mọc có mùi thơm nức mũi ngài than Hoa lan là hoa dương giả mà lại đi mọc chung với cỏ hàng, thì tội nghiệp cho hoa lan biết mấy, rồi đem đờn ra khải, nên khúc ỷ lan tháo. Lan ngọc, trinh tiết của người con gái, thơm như lan, bền như ngọc. Lan tâm quệ chất, nghĩa là lòng lan chất quệ, Để tặng người đàn bà hiền đức. Lãng ông hiệu là hải thượng, làm thuốc có tiếng đời vua lê. Lãng dung, lãng là biến nhát, dung là cẩu thả, lười biến không chủ ý đến một việc gì. Lãng kha là một cán rìu, cái đồi cũng gọi là Phật tích ở huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh. Đời Trần có làm nhà ở đó gọi là lãng kha thư viện cho Trần Tôn, một bậc danh nho, làm viện trưởng ở đó dạy học trò. Đời Trần đế hiện năm 1383, có làm cung bảo quà ở trên. Các vua đời trần thường du quan tới đó, làm yến tiệc lúc Tết trùng dương, tao nhân mặt khách không ai là không đề vịnh. Tục truyền trên chất đồi của bàn cờ đá. Ngày kia, dương chất đời tấn. Đúng củi gặp hai ông tiên đương đánh cờ. chật giữa cán rượu đứng xem. Đến khi tan bàn cờ, chất ngó lại, cán rượu cầm tay thì đã một tử bao giờ. Nghĩa rộng là, trên cõi tiên một giờ bằng dưới trần mấy chục năm. Lạng tương như là môn hạ cho du triệu Đời chiến quốc Triệu có ngọc liên thành của họ Hòa nước sở đem dưng Ngọc quý giá có tính cách dạ quan tức là để chỗ tối tự nhiên có ánh sáng Tần chiêu tương vương biết được Sai người qua triệu hứa đem 15 thành để đổi ngọc Triệu sợ mất ngọc mà không được thành Còn không đem ngọc qua cho tần Thì sợ thần gây thù Đường lưỡng lự lưỡ, Lạng tương như thấy vậy xin đi hứa với vua như không đặng thành sự sẽ đem ngọc về chẳng sai qua tứ tầng tượng như dân ngọc vua tầng xem xong liền đem cất mà không nói tới chuyện đổi thành tương như bèn dùng kế nói ngọc có tỳ xin đem ra chỉ cho biết tương dương tưởng thiệt biểu nội thị vào kho lấy ra tương như cầm được ngọc trong tay lại đứng gần cột đền nói ngọc bích họ hòa là vật quý trong đời chúa công cho đem thơ qua triệu đổi thành Chúa tôi tin lời nên trai giới năm ngày mới giao ngọc cho tôi, dạy đem qua dân cho chúa công. Bây giờ chúa công cũng phải trai giới năm ngày rồi bài đủ nghi tiết đặng nhận ngọc, vậy mới đáng. Bằng như chúa công không chịu làm như vậy thì kẻ hạ thần liều chết đập ngọc này vô đá, chưa quyết không chịu giao. Vua Tần không biết phải làm sao, phải bằng lòng. Tương dư về chỗ ngủ, cho người giá làm hành khách đem ngọc về triệu. Tới ngày tương dư vào chồng vua tần thấy không có ngọc thì thạnh nộ hỏi thương như mi có biết thiên tử chi nộ chăng muôn tâu dám hỏi vua tần nói thiên tử chi nộ thì lưu quyết bách bộ bộc thi thiên lý muôn tâu còn chú công có biết thất phu chi nộ thì ra làm sao không thất phu chi nộ thì lưu quyết ngũ bộ bộc thi nhị nhân nhờ lời nói khẳng khái mà tương dương tha về triệu văn dương mới phong cho làm thượng khanh chức cao hơn chức của Liêm Pha là tôi có công đánh Nam dẹp bắt từ hồi nào. Liêm Pha không phục, trông cho gặp tương như đặng mắng cho đã giận, tương như hay đặng kiếm đàn lánh Liêm Pha không cho gặp mặt. Kẻ thụ hạ thấy mới hỏi thì tương như đáp. Rất đổi quai quyền như tần mà ta còn không sợ, ta lại đi sợ Liêm Tướng Quân hay sao? Ta sợ là sợ tần, tần không dám gia phạt triệu ta, là tần sợ Liêm Tướng Quân và ta, nếu ta không xét đi ăn thua với liêm tướng quân thì chi cho khỏi lưỡng hổ cộng đấu thế bất cụ toàn sau này diễn nước hư thì có phải là tại việc quán giặc thù riêng của ta chăng liêm phan nghe được ăn năn nít tả tội kết làm anh em cho tới chết chẳng quên nhau lan đàm là người đời chiến quốc làm tướng cho tấn thương công giết bao mang tử là tướng của tần một tướng thiệt là mạnh ít người đương lại tương công phong chức Tiên chẩn là tướng sói của tương công thấy vậy không ưa khi xuất binh phạt địch bèn đuổi đàm không cho theo bạn của đàm biểu đàm đem binh gia của mình đánh chẩn một trận cho biết chừng đàm không nghe trả lời đại trưởng phu thác cho phải nghĩa thác chẳng phải nghĩa là chẳng mưu chẳng giống lấy giống dụng nơi vua mà không được thì thôi chứ lấy giống mà đối lại với vua thì làm cho kẻ tật đố mình có chỗ mà đổ thừa Lãng quyển, lãng viên là vườn chỗ tiên ở. Lãng quyển là cái vườn đời đường phía tây quyển Lăng Trung, tỉnh Tứ Xuyên, trước gọi là Long Quyển. Sau vì kiên tên quý của Minh Hoàng là Long Cơ, đặt tên lại là Lãng Quyển. Lão bạn sinh châu, con trai, con hào già, sanh nhọc, nghĩa là vợ chồng già mà còn sanh con. Lão Lai, nhị thập tứ hiếu tích số bảy, người nước sở, thời Đông Châu, Rực thảo với cha mẹ Đã 70 tuổi mà muốn cho cha mẹ vui Thì mặc áo ghé dời Giá dạng trẻ con gánh nước Làm một trợt té cho cha mẹ thấy Cười cho vui Lão tử Người nước sở tỉnh Hồ Bắc Họ lý tên nhĩ tự là Bá Dương Cũng kêu là Lý Đam Sinh vào năm 604 trước công nguyên Mới sinh mà tóc đã bạc Nên người ta gọi là Lão tử Cũng đồng thời với nước khổng tử Làm quan tới chức trụ hạ sử Bây giờ nhà châu đã suy, lão tử bỏ chức về soạn ra đạo đức kinh, cả thải hơn năm ngàn câu, sống được tám mươi tuổi, chết vào đời vua cảnh dương. Lão tử truyền bá đạo giáo sao có văn tử, thi tử, trang tử và liệt tử nối theo truyền tiếp. Lạp nguyệt là tháng chạp, lạp vĩ là cuối năm, lăng tẩm, lăng phiên, mộ của các bậc đê vương Lâm đại càng, thở còn đi học, đi ngang qua cửa quan lại tư mã thay cô giang đôi liễn môn nghinh châu lý tam thiên khách hộ nạp tỳ hô bá giảng binh nghĩa là cửa vờ dài ngọc ba ngàn khách nhà nạp hùng beo mấy giảng binh càng liền đứng lại cười ngất quân giữ cửa bắt giải vào quan tư mã quan hỏi còn nít không thông sao dám đầu vàng khoe mép càng liền trả lời trò em có chí nên vào theo gấm theo hoa Hoàng tư mã mới hỏi, mày chê thì sửa đi. Càng bấm theo tôi thì trước gì nước lo việc binh gia sao mới vì nhà đái người hiền sĩ. Tôi xin sửa, hộ nạp tỳ hưu binh bá dạng môn nghinh châu lý khách tam thiên. Lâm Hòa Tịnh là người hàng sĩ đời tống, tên là Bô, thơ hay, chữ tốt, vẽ khéo, tưởng nói, lấy mai làm vợ, lấy hạt làm con. Mai thê hạt tử, chứ không màng công danh phú quý. Lân nhi, lân là lân, nhi là trẻ con. Con trai có câu, họ diêu rạng vẽ mô mi, điềm lành sớm ứng lân nhi một chàng. Lan đình, cái lầu chỗ hớn bái công thất trận, ngủ hết lương thực phải chịu đói. Nhờ phùng di đi kiếm được đậu về nấu cháo dương ăn đỡ đói. Lầu hồng, gọi là hồng lâu, hồng là hồng, lâu tức là lầu. Chỗ ở của con gái nhà giàu, cô câu, đêm ngày lòng những giãn lòng. Sanh đạp về đến lầu hồng xuống yên. Lầu quanh, tên một cái lầu lớn của nhà Tống dựng ở Cù Châu. Lầu Tần, lầu của Tần một công đời chiến quốc cho cất để con gái là Long Ngọc ở học thổ tiêu với tiêu sử. Sau hai người lấy nhau làm vợ chồng, dẫu sao người đời cho là bất chính nên dùng hai tiếng lầu tầng để chỉ nơi họ hẹn giữa trai gái không chánh đáng. Lầu xanh, tàu thật đời nguy, lầu xanh cánh được cái, cửa cao hai lần then, thời đó lầu xanh hẳn là nhà sang trọng. Đến đời đường, luôn mà có câu, kỹ nữ chẳng siết buồn, siết thắt lưng xuống lầu xanh, tới đời đường trong thơ tặng kỹ nữ, giấu chân dưới lầu xanh, đổ mục. Mười năm một giấc chim bao ở Dương Châu mang tiếng người bạc bẽo ở Lầu Xanh. Như vậy thì ngày nay Thanh Lâu không còn có nghĩa là nhà cao cửa đẹp mà chỉ có nghĩa là nhà kỹ nữ. Lầu Xanh có mụ tú bà Lê Anh Tôn Vua thứ ba nhà hậu Lê trong thời kỳ Nam Bắc Triều niên hiệu Hồng Phúc quý là Duy Bang cháu quyền tông của ông Lê Trừ anh Du Lê Thái Tổ Trịnh Kiểm mất năm 1570 Quyền hành ở trong tay Trịnh Tùng, con thư của Trịnh Kiểm. Anh Tôn liệu thê khổn, trốn về Nghệ An mà không khỏi, cũng bị Tùng cho quân theo bắt giết. Anh Tôn làm vua được 16 năm, thọ 42 tuổi. Lê Chân Tôn, vua thứ ba, lời Lê Trung Hưng trong thời kỳ Trịnh Nguyễn Phân Tranh, niên hiệu Phúc Thái. Từ năm 1643 đến năm 1649, quý là Duy Hữu, con vua thần Tôn. Trong đời Ngài, vua nhà Minh là Quế Dương đóng ở Quảng Tây, sai sứ sang phong cho Ngài là An Nam Quốc Dương. Ngài làm vua được 6 năm, thọ 20 tuổi. Ngài chết không con, trịnh tráng rước thần tông về làm vua lại. Lê Chất, người Nguyễn Phú Mỹ, tỉnh Bình Định, trước theo Tây Sơn, sau theo hàng chúa Nguyễn. Vì Lê Giang Duyệt là tô trung thần của Nguyễn Thế Tổ. Đức Gia dạ Long, khi Thế Tổ chưa lên ngôi, thì theo mây đổ gió, sông pha chỗ mũi tên làng đạn. Vì vậy mà được phong tước quận công, bệnh chết tại Bình Định năm 1826, thọ 58 tuổi. Sau vì một tội riêng đã chết rồi mà còn bị truy đọt các sắc. Bỏ áo quan lục thay, cũng may nhờ du minh mạng giảm tội vũ truyền, chứ không cho thi hành, chỉ cho đã phá mộ thành bình địa mà thôi. Đến giờ tử đức có lời minh quang của võ xuân cảnh, vua cho con cháu được xây đắp mộ phần và phục chức lại vào năm 1868. Vua Lê Chiêu Tôn, Chiêu Tôn là vua thứ tám nhà Lê, đổi niên hiệu hai lần, một lần đặt là Quang Thiệu, một lần đặt là Thống Nguyên. Năm 1516 đến năm 1526, Tinh ỷ con của Cẩm Giang Dương, cháu ba đời vua Thánh Tôn, trong nước giặc giả, kinh hành bị đốt, nên phải dời đô về Tây Kinh. Vì các quan không phục nên Chiêu Tôn rời mặt Đăng Dung về hành chánh. Thiệt là rước cọp về nhà. Sao mặt Đăng Dung giết Chiêu Tôn, tôn em Chiêu Tôn là Thụy lên thế, tức là Lê Cung Hoàng. Sao Cung Hoàng và Thái Hậu cũng bị Dung giết? Lê Đà Tên Đinh Cũng Duyên Dù Mông Cổ sai sứ sang nước ta, vua ta là Trần Thánh Tôn không bái mạng. Dù Mông Cổ trách, Thánh Tôn sai công viên đi sứ giả. Dù Mông Cổ hâm rằng, quân ta đi đến đâu tan đến đấy. Chỉ sông sông cạn, chỉ núi núi tan, chúng ngươi có biết cũng chiên trả lời vua đem nhân nghĩa ra trị thiên hạ thì dân việt nam chúng tôi kính phục còn như vua muốn cậy binh hùng tướng dõng thì nước nào không có binh có tướng hùng dũng có sông có núi hiểm trở việt nam chúng tôi tuy nhỏ chứ cũng đủ ra tiếp ứng như quân của thiên triều nhờ lời nói khẳng khái mà hai nước khỏi một trận khói lửa lê đại hành vua thứ nhất đời tiền lê Tên Lê Hoàng, người làng Bảo Thái, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam bây giờ, đương làm quan thập đạo tướng quân cho nhà Đinh. Lúc bấy giờ, quân nhà Tống sang xâm lấn mà Tân Dương mới có 6 tuổi, nên quân sĩ tôn ngài lên làm vua, trị vì 24 năm, thọ 65 tuổi, từ năm 980 đến năm 1005. Năm. Lê Đế Duy Phương, vua thứ 9 nhà hậu Lê trong thời Trịnh Nguyễn Phân Tranh, niên hiệu là Vĩnh Khánh, năm 1729 đến năm 1732, làm vua được ba năm. Trịnh Giang muốn phế, Vua cáo rằng tư thông với vợ Trịnh Cương giáng xuống là hôn Đức Công, rồi tới năm nhâm tý cũng không khỏi bị giết. Lê Hy Tôn, vua thứ bảy nhà hậu Lê, trong thời Trịnh Nguyễn Phong Tranh, trước lấy niên hiệu dĩnh Trị năm 1678 đến năm 1680, sau cải lại chánh hòa năm 1680 đến năm 1705, quý là Di Hợp. Con thứ tư vua Thần Tôn. Khi Thần Tôn mất, bà Trịnh Thị mới có thai ngài được 4 tháng. Trịnh Tạc đem bà về nuôi, sau đẻ ngài trong phủ. Gia Tôn mất không con, Trịnh Tạc mới lọc ngài lên làm vua được 29 năm. Truyền ngôi lại cho Thái tử rồi làm Thái Thượng Hoàng. Lê Hiến Tôn, vua thứ năm nhà Lê, niên hiệu là Cảnh Thống, năm 1497 đến năm 1504, tên là Tăng, người thông minh, hòa hậu. Trong mấy năm trị dân không giặt giá chi, lo cho dân trồng dâu, nuôi tầm, làm ruộng, lo cho việc văn học, trị gì được 7 năm thì mất, họ 44 tuổi. Lê Quyền Tôn, vua thứ năm nhà hậu Lê trong thời kỳ trịnh Nguyễn phân tranh, niên hiệu cảnh trị năm 1663 đến năm 1671, con thứ hai vua Thần Tông, trong thời kỳ ngài làm vua mới khởi đầu thông sứ với nhà thanh và cấm đạo gia tô làm vua được 9 năm thọ 18 tuổi lê kính tông vua thứ nhất nhà họ lê trong thời trịnh nguyễn phân tranh niên hiệu hoàng định năm 1601 đến năm 1619 quý là duy tân con vua thế tông làm vua đến năm kỷ mùi bị trịnh tùng bắt phải thắt cổ mà chết trị vì hai chục năm thọ 32 tuổi lê lai tùy tướng của Bình Định Dương Lê Lợi. Trong thời kỳ cử với quân nhà Minh ở Chí Linh, Bình Định Dương bị quân nghịch dây sức gấp. Lê Lai liều mình mặc áo ngựa bào giá làm vua, cầm cử với quân Minh cho vua có đường tẩu thoát. Lê Long Đỉnh, vua bảo ngựa không thua gì kiệt trụ, giết anh là Long Diện mà giành ngôi, làm vua được có 4 năm thì mất. Năm 1005 đến năm 1009, họ 24 tuổi, vì bệnh nên mỗi lần lâm triều phải nằm, gọi là hoa triều chứ ngồi không được. Lê Lợi là tên quý của Lê Thái Tổ, Lê Mẫn Đế, vua thứ 13 mà cũng là vua chốt thời hậu Lê, niên hiệu Chiêu Thống, năm 1781, năm 1786, cháu Đức Tôn, vua Hiển Tông, vì thấy vua quan Trung đánh trịnh sợ lây, chạy sang Trung Hoa cầu cứu để cho quân Trung Hoa thị nhục, mất ở Yên Kinh. Lê Nhân Tôn, vua thứ ba nhà Lê, niên hiệu Đại Hòa, năm 1443 đến năm 1459. Tên Ban Cơ mới lên hai mà lên làm vua thế cho cha là Thái Tôn. Được 17 năm thì bị anh là nghi dân, nửa đêm trèo tường vô giết chết xóm ngôi. Lê Quang Định, tự, trí chỉ, hiệu tấn trai, một nhà văn học có tiếng thời Gia Long, người quyển Phú Vinh tỉnh Thừa Thiên, theo anh vào gia đình sanh nhai. Cùng với Trịnh Hoài Đức đổ một khoa năm 1802. Địa sư Trung Hoa xin phong cho nước ta là Việt Nam. Năm 1806 có soạn bộ nhất sống địa dư chí Mười Quyển chép đủ đường xá, sông núi, thổ sản, phong tục. Đương thời cùng với Trịnh Hoài Đức, Ngô Nhân Tịnh, Lập Bình Dương, Thi Xã. Có một hội làm thơ nổi tiếng lúc bấy giờ. Mất năm 1813, thọ 54 tuổi. Lê Quý Đôn người làng Yên Hà Phủ Thái Bình, bây giờ đặt thành tỉnh, con tiến sĩ Lê Trọng Thứ, người có trí nhớ lạ lùng thi hương đỗ thủ khoa năm 18 tuổi, năm 1752, làm quan một triều với cha, có đi sứ Trung Hoa hai lượt, vì tráo bài cho con đổ đầu trong một kỳ thi mà phải bị cách chức, nhờ có sứ Trung Hoa sang đố chữ, trong triều không ai đối được nên được tha và phục chức để đối với sứ Trung Hoa. Thơ sách của ông còn để lại cũng nhiều Sau đây là một bài thơ của ông Rắn đầu chẳng phải liêu điêu vẫn giống nhà Rắn đầu chẳng học chẳng ai tha Thẹn đèn hổ lửa đau lòng mẹ Nay thét mai gầm rác cổ cha Ráo mép chỉ quen tuồn nói dối Lặng lưng cam chịu tiếng roi tra Từ rài trâu lỗ trăm nghề học Kéo hổ mang điều tiếng thế gia Lê Quy Đồng